Nhiều thằng á, nó chụp video đó đâu đợi rảo rồi đâu. Anh ngồi chung với con nhỏ nào nói chuyện vô duyên với anh. Nó nói chuyện nó không lấy chồng lùn làm sao. Cái này gửi hình nó qua nó có 1m5 mà mẹ. Má trúng ông không nhỏ. Nhất là anh rất tôn trọng phụ nữ. Đúng không? Phụ nữ không thích mình thôi không giờ làm phiền hết á. Cua ba ngã không đổ bỏ đi cua khác chứ. Tôn trọng nhau. Em láo đúng không? Ok. Ê cửa hàng qua tươi hả? Chắc cho xe tải hoa chở lại để sập cửa nhà nhỏ đó cho tao. Không tin mấy em thử đi. Tiền đâu thử sếp ơi. Tiền đâu thử mấy em. Thánh địa thể hình, thiên đường giúp mỹ, gym chúa ngao du, giao lưu thần tượng, hợp đồng triệu đô, kết nối bang giao Việt Mỹ, doanh nhân trẻ Việt Nam, Duy Nguyễn, THOL. Rồi tiếp tục anh lỡ có dính tới Hương Trần anh làm thêm cái video lùn nữa nha. Ok được. Thì bây giờ ở người Việt Nam mình có cái tật mắc cười lắm. Nha. Thí dụ như nghèo bị ta chửi thẳng mặt cái tự nhiên tự ái. Ngộ gì đó mấy em. Ngộ gì đó. Có nhiều cái chuyện lắm mà cái chuyện lùn đấy chút nó nói. Nhỏ kia nó bót 10 triệu lấy vợ làm chi. Ủa nó nói đúng mà. Tự nhiên ba vô chửi nhỏ như đúng rồi. Là mấy thằng con trai đó là mấy thằng trai bần. Anh nói thẳng. Đúng không? Con gái đã chửi mình nghèo rồi á. Thì phải tự ái lên. Tự ái mà làm giàu phải tự ái chửi lại nó. Nha. Đúng không em? Nghĩ sao 10 triệu lấy vợ nó chê thẳng mặt luôn. Không biết quê sao còn chửi nhỏ nữa thôi thua luôn. Đàn ông vậy là chơi không được. Anh đánh giá đàn ông chơi không được. Đàn ông trong túi có 200-300 ngàn mà đi dẫn gái đi ăn rồi xong rồi đưa cái mặt đực ra nhìn là cái cũng chơi không được luôn rồi đó. Đúng không? Anh đã nói với tụi em nhiều lần nữa ra gym mà đã nghèo thì đừng có dâm, mà dâm thì bắn vô tường đi. Anh đã nói nhiều lần. Tự ái chịu thôi chứ giờ sao? Tụi em đi trai trét cái nghèo cái hèn của tụi em liên quan tới người khác để tạo post trên truyền thông không? Không binh nổi tụi em luôn á, thật sự anh cũng đàn ông mà đâu binh nổi đâu em. Nghèo thằng nào chả nghèo, nhưng mà cái thằng nó nghèo sẽ sạch nó khác. Cái thằng nó nghèo nó bẩn nó khác. Đó. Giật lên. Xong rồi cái câu chuyện của Hương Trần á thì cũng không phải là cái gì mới hết, nó cũng là chuyện đó luôn. Nhỏ này nó không lấy chồng lùn. Nó không lấy chồng lùn, nhưng mà tiếng người Bắc á thì nó là lùn, nùn lùn. Chưa biết gì về gym á, thì em nhìn thấy mấy anh chàng mà thấp lùn á, tướng đã lùn rồi, tướng đã lùn rồi. Tại còn mà không kiếm được tiền hay là không có tài năng thì mới sao này ai lấy? Em biết không, tôi không thích những người lùn. Đó, xong rồi cái tụi nó lên, tụi nó cắt clip á, cái tụi nó ép ra cái âm thanh cái video này cho cái tiếng nó ra giống mình lùn rồi. Đó, nó xong rồi nó đi rất khè, mấy thằng trai lùn vô cắn gì luôn. Cái đó là cái quan điểm người ta ông ơi, đúng không? Tự nhiên quan điểm nó không lấy chồng lùn mới kệ mẹ nó. Hợp lý không mấy em? Cái đó là quyền tự do chính kiến ông ơi. Quyền tự do ngôn luận, quyền tự do chính kiến. Đúng không? Ví dụ như tụi em á, tụi em gặp con gái tụi em cũng chê nó lép. Tụi em cũng chê nó gọi là nhỏ này lép quá, nhỏ này mở quá, nhỏ này màn hình siêu phẳng, nhỏ này hai lưng. Ủa ai nói tụi em? Cái đó là cái quyền của tụi em. Ủa tao không lấy vợ hai lưng, tao lấy vợ một lưng thôi. Đúng không? Cái đó là cái quyền của em tôn trọng. Nà. Nhưng mà tụi nó cứ thích bóc phốt truyền thông, ok thích bóc thì bóc luôn. Ngại ngùng gì? Đó, nên cái phốt của Hương Trần là chuyện đó đó. Xong mà cái nhiều thằng á, nó chụp video đó đâu đời đảo rồi đâu, nỉa nỉa gì đó. Anh Duy ơi, anh đó hả? Ờ tao đó có gì không? Anh ngồi chung với con nhỏ nào nói chuyện vô duyên với anh. Nó nói chuyện nó không lấy chồng lùn làm sao? Cái anh hiểu ý thằng này. Cái nói ủa xin lỗi, ủa em hả, em fan anh hả? Đâu có hình cho anh coi không? Cái này gửi hình nó qua nó có 1m5 mà mấy em. Đúng không nhột, không có 1m5 mà. Má gặp nhỏ này nó chọt vô ngay chỗ đó nữa. Bởi tao nói là gì? Nhất lé nhì lùng tam hô tứ súng. Bốn đó coi chừng. Bốn cái đó coi chừng mấy em. Nha. Nên nó bởi vậy tao nói là đàn ông Việt Nam mà nó kém văn minh ở chỗ đó đó. Bởi vì con gái thì nó thà lấy chồng Tây. Nó chê con trai Việt Nam như vậy đó. Đúng không? Nó chê con trai Việt Nam nhậu. Ăn người ta không biết nhậu không à. Rồi xong rồi trên tay Việt Nam nhỏ mọn, ích kỷ, gia trưởng, đồ các kiểu mà bạo hành, đồ nhóc. Nó cái vụ nhậu chút video sau nói. Chút video sau nói nha. Chứ còn cái này anh nói chỉ là nội dung là Hương Trần nói dính cái đó. Ngày xưa trong thời làm hỏi đáp với anh biết số nhiều đó không biết nữa.
nói chung là anh em mà làm việc qua lại trong lúc mà giải đáp chương trình với các bạn thì cũng có lời qua tiếng lại nói về chuyện đời chuyện đạo gì thì mới la biết đâu chuyện luôn luôn nó đâu ra đúng không. Nhưng mà nó thật sự với bạn á, Duy thấy rất là bình thường. Yes. Rất là bình thường. Duy cao 1m72 đâu cao gì đó đúng không, trai 8m72 thôi. Nhưng mà nó không hiểu sao tự nhiên nó giật ra cái phốt đó hay thiệt chứ, nó giật ra cái đó một cái tự nhiên nhỏ nổi tiếng luôn, mà nổi tiếng ăn chửi á, chứ không ăn khen. Mà ngộ ghê á, lặp lại một lần nữa, anh á sống bên Tây lắm đúng không, anh rất tôn trọng người khác, nhất là anh rất tôn trọng phụ nữ. Yes. Đúng không, phụ nữ không thích mình thôi không giờ làm phiền hết á, cua ba ngàn không đổ bỏ đi cua khác chứ. Tôn trọng nhau. Đúng không, chứ giờ tụi em cứ chơi đi cô gái mà cái chiêu mà gọi đẹp trai bằng trai mặt, người ta đã chửi như chó rồi mà cứ đút cái đầu vô, cứ là cưa cẩm em ơi cơm chưa, em ơi dậy chưa, đang làm gì đó, những cái câu nhắn tin huyền thoại của những đứa không tiền, những đứa có tiền nó chơi kiểu khác. Ồ, em láo đúng không, ok. Ê, cửa hàng hoa tươi hả, chất cho xe tải hoa trở lại để sập cửa nhà nhỏ đó cho tao, bảo đảm mày nó đổ liền. Không tin mấy em thử đi, tiền đâu thử sếp ơi. Thằng kia nói tiền đâu thử mấy em, không tin mấy em thử đi, một xe ba gác thôi, biết cửa nhà con nhỏ đó đúng không, một xe ba gác để trước cửa nhà nó, sáng nó mở cửa ra một phát một giật mình liền, mà bảo đảm ở Việt Nam này khỏi đợi tới sáng, mày mới bỏ đi bước qua phát mang cụ hồn khác nó giật hết rồi, mày mới bỏ đi bước qua phát mang cụ hồn khác nó giật hết rồi, đem bán lại. Trời đất ơi, mẹ cái chép mà thả bóng sinh mà, thằng đàn này nó mới thả một cá, khi chích điện một cá làm cá đó trường sinh bất tử luôn. Biết sao không, thả xuống chích, thả xuống chích, thả xuống chích, chích nó mấy chục cái luôn, nó sợ chết luôn rồi đó. Việt Nam mình mà mấy nó hài lắm, nó đời nó vậy đó, nói vậy chả hiểu sao. Chung là anh chỉ phản ánh cái tình trạng xã hội thôi, mà anh cũng qua cái video này anh gửi gắm cho anh một cái thông điệp, đó là mấy người tập gym á, mình đã tập gym là mình chơi với Tây Âu rồi, tập gym là chơi với Mỹ rồi, tập gym mà còn tư tưởng của Tàu nữa sao sống ta. Mấy em đồng ý anh không? Mày bữa hổm có thằng kia nói tập cùng Mỹ mày, không lẽ chửi vô cái đầu mày chứ, mẹ tập gym cùng Mỹ mà để cùng Tàu đúng không? Tại những thằng tập gym là những thằng nó bao giờ nó cũng phải là tư tưởng của nó là nó lên Google, nó search, nó ra YouTube, nó ra video, nó ra kênh này kênh kia. Tàu của Mỹ không? Đúng không? Uống súp cũng súp của Mỹ nữa, súp Tàu dám uống không? Nope. Đó. Nó nhiều khi á mình gặp mấy đầu bò nói chuyện anh bực mình lắm em. Nó ồ Duy Nguyễn cùng Mỹ quá. Ủa tao cùng Mỹ cùng cùng ai? Cùng Tàu hả? Cùng Campuchia hả? Nhưng mà mình cùng ở đây là cùng cái gì? Mình phải công nhận những cái hay của người ta đó mà mình học. Đúng không? Mấy em đồng ý với anh không? Mình phải công nhận những cái hay của ta không? Mình phải công nhận cái văn minh, cái hiện đại của người ta để mình sống cho phụ nữ đỡ khổ. Lại đi. Sao nào lại chân vậy? Đúng không? Bây giờ ai đợi đâu đàn ông ở Việt Nam á kêu con vợ đi làm mồi nhậu. Không có chuyện đó đâu ba. Bà mất đi làm neo rồi. Đúng không? Vậy mà sống kiểu gia trưởng, kiểu chồng chúa vợ tôi vậy đó. Mà bây giờ tới kỷ 21 rồi. Thấy người phụ nữ Việt Nam người ta khổ chưa? Yes. Đừng có nói người phụ nữ với tao bị tha người ta chịu đựng. Ủa chẳng qua là giờ không chịu đựng nó quýnh thôi. Chứ còn gì nữa đúng không? Bạo hành gia đình ở Việt Nam nhóc. Mày ngon bên Mỹ bạo hành gia đình của nó nay quanh quanh một cái xúc vào tù luôn á chứ. Nó bởi vì người ta nói là ở bên Mỹ á, nhiều khi nó cái quyền mà người quyền bình đẳng nam nữ mà nó ngon quá đó. Cái thằng đàn ông nó tủi thân mấy em. Nó tủi thân cái nó ngồi nó xuyên tạc luôn. Nó xuyên tạc sự tự do đất Mỹ. Nó nói là trời ơi sống đàn ông ở bên Mỹ thua con chó nữa. Vậy đó. Ý nó đàn chó ngon hơn đàn ông. Ý nó đàn chó là kiểu như tắm chung chủ, ôm chung chủ, ngủ chung chủ này nọ, đàn ông khi bị chửi. Nó cũng đúng nữa. Nói chung là nhiều khi cay cú quá đưa ra những thông tin nó sai lệch. Nhưng mà anh thích đó, anh thích cái phương Tây ở chỗ họ văn minh. Họ tôn trọng con người. Không như Việt Nam mình đâu, tự nhiên cái quyền nhỏ nó nói lùng, kệ nó không thích chồng lùng thôi, thích chồng cao. Cái chuyện đó chuyện của nó mình tôn trọng chứ. Cái phốt đó mà nằm ở bên truyền thông mà đập ngược là chết rồi đó. Đúng không mấy bạn? Nên các bạn nào mà đã từng đi du học hay là từng đi nước ngoài hay từng có bà con nước ngoài hay từng chơi với người nước ngoài á, thì các bạn sẽ hiểu anh Duy nói cái gì. Còn những bạn mà đầu óc nó còn quá ư là phong kiến á, thì không thể nào hiểu được. Nghe. Còn nhỏ hot girl kia nó nói vợ chồng 25 triệu nó mới lấy. Lương 10 triệu nó không lấy. Xong rồi báo chí giật lên phát một đó là 10 triệu đã dở cái gì đó. Xong rồi nó giang hồ đem đôi vô ném đá nhỏ đó. Cái văn hóa ném đá mà càng ném đá nó càng nổi tiếng nữa chứ, chả hiểu nổi truyền thông.
Nhân chả hiểu nổi truyền thông luôn. Anh Duy Nguyễn mà nó còn ném đá nhóc, nói chi nhỏ đó. Nói tóm lại thì qua video này, mấy em nào là fan của Duy Nguyễn, fan BBT, fan THL, là người tập gym chân chính có cơ bắp á, thì hãy làm cho cái đầu óc, cái nhận định và cái tư duy, cái tầm nhìn của mình xứng đáng với cơ bắp của mình có nha. Wow. Nha. Chứ đừng có để cho mình cái cơ bắp là của Mỹ và cái tư tưởng là của kia nha. Không sống nổi mấy em. Đúng không? Không sống nổi. Mấy em có dám là cơ bắp bay của Mỹ không? Em xin lỗi, không có truyền thông của Mỹ, không có báo chí của Mỹ, không có sách vở của Mỹ, không có mấy thằng model của Mỹ, tụi bay tập gym bị cái gì? Yes. Hả? Biết gì đâu tập. Tối ngày lên em thần tượng gì, thần tượng thằng gì, Sena gì, chích chết rau gì, thần tượng S gì, dách dách gì, thần tượng Agno đâu không à, mấy thằng đó người nào vậy? Đúng không? Và giờ ở Việt Nam có một nhân tài mới cho em thần tượng đó là Duy Nguyễn. Wow. Anh Duy Nguyễn sống thực tế, khách quan, bao thân thiện và bao gắt luôn, đam bao hài luôn, bán súp bao tốt luôn nha, phòng game bao chuẩn luôn đó. Nói tóm lại đó là hay, giờ là hay thì là share và like đi ba. Yes. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hay thì share và like đi ba. Cười gì, đăng ký chưa, cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.